Xin chào toàn thể quý vị các bạn nha. Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2021 rồi. Và bây giờ trường từ Hà Nội, quý vị ngày hôm nay làm rất là nhiều chương trình tiện lên Phú Thọ thì qua thành phố Việt Trì rồi này. Và bây giờ thì trường đang có mặt trên Đoàn Hùng để qua quán karaoke Linh Nhi chỉnh cho chủ quán 3 phòng karaoke quý vị. Và 3 phòng karaoke này thì trường Thái Nhiêu Du đã lắp đặt được khoảng hơn 3 năm rồi quý vị. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị cùng với Quang Trường, với đội ngũ anh em của trường Thái Nhiêu Du thì chúng ta vào và xem lại cái hệ thống dàn âm thanh sau 3 năm hoạt động như nào quý vị. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Trời bây giờ rất là tối rồi, tầm này là 9:30 như quý vị. Đó, cuối năm thì rất là bận rộn, nhưng mà với những cái tình cảm của khách hàng thì trường Thành Audio luôn luôn cố gắng để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Ôi, bà chủ đâu rồi? Em ơi, chỉnh phòng nào trước nhỉ? Hay đi, lên sang phòng này đi. Thưa quý vị, là hệ thống này đã lắp đặt ở bên trường Thành Audio được khoảng hơn 3 năm rồi nha quý vị. Đây, quý vị có thể vào, đây là phòng VIP 2. Đó. Đây là phòng VIP 2. Thưa quý vị, là hệ thống này thì được trường Thành Audio phối ghép bởi hai cặp loa DK. Thưa quý vị, đây. Quý vị có thể nhìn đây là hai cặp loa DK VR12L. Đó, một dòng loa thương hiệu của Anh Quốc và rất là bền như quý vị, dòng loa full bass 30. Trong suốt thời gian qua, khoảng hơn 3 năm rồi, nhưng mà nhìn loa vẫn rất là đẹp như quý vị. Máy quay có thể quay sát hơn một chút để cho quý vị và các bạn xem chi tiết được hơn. Đó, thưa quý vị, là sau 3 năm thì chiếc loa DK VR chúng ta vẫn rất là đẹp. Nếu nhìn hình thức thì vẫn rất là mới như quý vị. Bởi vì chúng ta treo bên trên này thì cũng ít khi bị va chạm bởi tác động ngoại lực hay gì đó, là gần như nó vẫn nguyên bản luôn. Đó. Mẫu mã DK thì như Quang Trường thấy cũng rất là nhiều người thích cái mẫu mã kiểu màu vàng gold như thế này. Đó. Khi bật lên thì sẽ có nhạc chờ quý vị, nhạc chờ tín hiệu. Đây, và cấu hình thì 3 năm trước thì trường Thành Ô lắp cái màn của thương hiệu Việt KTV, quý vị, mà chọn bài. Đó. Và đây là chiếc loa súp JBL SRX818 quý vị. Đây là súp đơn, bass 5 tấc, chúng ta thể gọi là bass 50. Đó. Tiếng rất là hay. Với một phòng 25m² này thì chúng ta chỉ cần kết hợp hai cặp loa full, một chiếc loa súp đơn với hệ thống tủ máy, một chiếc màn hình Việt KTV cho bài hát là quá ok rồi đúng không quý vị. Và bây giờ chúng ta thử sang phòng bên này đi, sang phòng bên xem. Đây, quý vị cùng sang phòng bên này với Quang Trường nhé. Sau 2 năm thì nội thất cũng xuống cấp chút rồi. Em ơi, thế chịu khó như này thì để đâu hết tiền em? Hả? Quý vị, là vợ chồng chủ quán ở đây, hai em rất là trẻ, quý vị, là nhưng mà rất là giỏi. Một mình mở hẳn một cái hệ thống quán karaoke, 4 quán karaoke. Quý vị, là cái phòng này thì cấu hình cũng tương tự giống phòng bên thôi. Với cái nội thất mà Đoan Hùng Phú Thọ thì Quang Trường thấy rằng là với những cái phòng như này, với mức đầu tư âm thanh chính hãng chuyên nghiệp này thì gần như là bậc nhất khu vực này rồi nha quý vị. Có thể là quý vị đi hát rất là nhiều, âm thanh ở những thành phố lớn như là Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta rất ít khả năng là mặt bằng âm thanh chung, rất ít chúng ta chịu đầu tư những cấu hình âm thanh chuẩn và chuyên nghiệp này nha quý vị. Và tất cả những cái dòng loa DK VR12L này tại trường Thành Audio thì đều là hàng chính hãng như quý vị, nhập khẩu đầy đủ giấy tờ. Đó, đây là cái sản phẩm chính hãng. Và trường Thành Audio luôn cam kết với quý vị là nếu ai mà phát hiện ra trường Thành Audio bán hàng giả thì chúng tôi sẽ hoàn tiền lên tới 1 tỷ đồng cho quý vị và bạn nha, với những dòng loa DK VR12L. Đó. Đây, quý vị có thể biết là phòng bên này cũng vậy. Đây là chiếc loa sắp, cũng là sắp đơn JBL SRX818. Phòng này, phòng bên thì cấu hình tương tự giống nhau như quý vị. Đây, quý vị có thể xem là sau 3 năm thì cái hệ thống tủ máy quý vị có thể nhìn đây. Đó, thiết bị vẫn rất là mới quý vị. Đây, chẳng qua là do nó bụi thôi. Đây, vẫn là cục đẩy. Đó, cục đẩy AP PL 4800. Vang số như quý vị, đây chiếc vang số Vatasa V6 Pro. Đó.
Trên này là một bộ micro thương hiệu là CF Audio, và trên này là quản lý nguồn, đó, auto nguồn. Đây, quý vị có thể xem thêm đây, vẫn còn gắn trên tủ đây. Thưa quý vị, là ngày trước là thương hiệu Trường Thành Audio, là chính là Việt Á Audio. Sau này thì ban lãnh đạo công ty là quyết định đổi tên thành là Trường Thành Audio để mang một cái ý nghĩa lớn hơn, vững chãi hơn trong lĩnh vực âm thanh, thưa quý vị. Đó, quý vị hôm nay xem nào, có thể bật được hiệu ứng đèn lên không? Đấy, quý vị có thể khi bật đèn lên thì quý vị nhìn cái nội thất ở trong này sẽ đẹp hơn. Thưa quý vị, là dịp cuối năm thì cận Tết rồi, công việc của Trường Thành Audio, đặc biệt là công việc của Quang Trường cũng rất là bận rộn nha. Nhưng mà với những cái niềm tin yêu của toàn thể quý vị, những anh chị chủ đầu tư đã sử dụng dịch vụ bên Trường Thành Audio, thì dù bận đến cỡ nào thì chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để qua hỗ trợ mọi người. Và bây giờ thì chúng ta qua thăm một phòng nữa, và sau đó thì xin mời quý vị cùng với Quang Trường chúng ta cùng nhau setup lại cái hệ thống này nha, để cân chỉnh lại cái tiếng micro và tiếng nhạc. Sau một thời gian hoạt động thì chắc chắn rằng là âm thanh của chúng ta sẽ có sự xuống cấp một chút, có thể cái tần số, bởi vì chúng ta sử dụng vang số mà quý vị, đúng không ạ? DSP thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ có độ sai số, và cái màng loa cũng vậy, thì sau một thời gian chúng ta sẽ cân chỉnh lại thì tiếng sẽ hay hơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thăm nốt một phòng nữa, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành setup. Lại có khách hả chú? Vâng vâng. Đây, quý vị cùng vào phòng trong này nhé. Phòng này thì rộng hơn nha quý vị. Đó. Đây, quý vị vào bên trong phòng này nhé. Bởi vì nói thật quý vị là Quang Trường cũng lên đây cũng rất nhiều rồi. Được cái là khi Quang Trường lên trên này thì chủ nhà hay là mọi người rất là quý mến quý vị. Đó là cái tình cảm giữa khách hàng với lại công ty. Đó. Đây, quý vị có thể Quang Trường có bận máy điện thoại chút thì quý vị chờ Quang Trường một lát nhé. Rất là bận đấy quý vị. À, chủ quán ở đây gọi. Hiện tại đến là alo. Ừ, em Giai à, anh đang ở nhà em đấy rồi. Ừ, anh đang quán rồi em nhé. Ừ, bà xã em ở nhà mà. Ừ nhá, ok chú. Ừ. Thưa quý vị, là Trường lên thì chủ quán rất là chu đáo, đang gọi và xem anh lên tới nơi chưa. Đây, thưa quý vị, là gần như 3 phòng hát này và một phòng nữa là 4. Thì tất cả là đều lắp hết toàn bộ hệ thống âm thanh thương hiệu là DK, quý vị, DK. Đây, quý vị vẫn để ý là hai cặp loa DK VR2L, loa full bass 30 này, công suất rất là lớn, lên tới 1000W một cặp cơ. Và giữa là một cặp loa center thương hiệu là AD. Đó, thương hiệu AD. Đây là dòng AD Pro 15 PK510, quý vị. Đó, đây là dòng PK510. Một phòng này diện tích lên tới khoảng 30m², quý vị. Cho nên là chúng ta phải lắp thêm một cặp loa center để hỗ trợ cho thêm hai cặp loa full. Thì tiếng micro chúng ta hát nó sẽ hay hơn và nhẹ hơn rất là nhiều nhé. Còn gần như cấu hình vẫn không có gì thay đổi nha quý vị. Vẫn là bộ đầu màn chọn bài thương hiệu Việt KTV. À, thưa quý vị, là phòng này khác một chút đây. Phòng này là lắp một chiếc loa súp của thương hiệu là CA Sound, thưa quý vị. Đây, CA Sound. Đó. Dòng súp này là thương hiệu của Việt Nam, nhưng mà chất lượng cũng khá là tốt quý vị, chất lượng khá là tốt đó. Cũng là một sự cố gắng rất là lớn của thương hiệu CA Sound trong thời gian qua. Đó. Còn những chiếc TV này là gần như là quý vị có thể ra điện máy, hoặc là quý vị mua những chiếc TV cường lực giá rất là rẻ thôi. Bây giờ rất là rẻ, 55 hoặc là 60, 70, 75 in. Đó. Rất là nhiều đơn vị bán. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành setup luôn phòng này nha quý vị. Ok. Thưa quý vị, là sau một thời gian sử dụng thì chiếc tay micro đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Nhưng mà lâu lâu chúng ta setup lại hệ thống loa thì củ mic bên trong thực sự là do kinh doanh nha quý vị. Nên là cái vấn đề mà tay micro xuống cấp bên ngoài thì khó tránh khỏi.
mà vừa nãy quang trường đã setup xong. Và bây giờ thì quý vị cùng nghe thử tiếng micro nha. Đó. Alo. Quý vị có thể cảm tưởng nhận là như quang trường cầm cái chiếc micro rất là xa. Rất là xa, nhưng mà tiếng micro bắt vẫn rất là nhạy, đúng quý vị, đó rất là nhạy. Thì khi chúng ta chỉnh trong một phòng karaoke, thì khi chúng ta đưa tất cả các giải tiếng nó đều rồi, đẹp rồi, thì chúng ta xử lý phần echo nữa là ok rồi. Đấy, quý vị có thể nghe nhé. Alo, 1, 2, 6, 7, alo. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ test thử một ca khúc và hát thử gửi tới toàn thể quý vị và các bạn nha. Đó. Vừa rồi thì Quang Trường đã hát thử một ca khúc. Tuy là Quang Trường hát là không được hay, nhưng mà Quang Trường cố gắng để thể hiện ca khúc cho toàn thể quý vị và các bạn cảm nhận nó tinh tế hơn về cái chất âm của hệ thống âm thanh karaoke, về hệ thống loa DKVR12L để quý vị cảm nhận chi tiết hơn nha. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã theo dõi Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Để biết thêm nhiều thông tin về sản phẩm khác thì quý vị có thể truy cập vào website của Trường Thành Audio là trườngthanhaudio.com, hoặc quý vị có thể truy cập vào kênh YouTube của Trường Thành Audio. Quý vị nhớ like và share kênh cho Trường Thành Audio nha. Xin chào. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.